ai có gọi mua đi tản tản bộ đâu rồi bảo vệ đứng lên đứng lên gì ạ tới cổ có khác để anh ngồi ạ mày định đi cỡ xuống nào cho mày làm xuống mày à ờ xem anh đi xuống nào tôi ngồi ra ngoài tôi khẳng cái báo mày hả 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 sao rồi hết gió lên lên núi được không em alo từ từ chú ơi chú sẽ thằng này lên được không ạ lớp trắng cho lớp trắng lên từ từ lên 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 xe kia không lên xe này đâu không lên xe này đâu không lên xe được rồi lên xe trên kia rộng không lên từ từ chú vào đây không vào đây đi xe kia xe trước đông hơn rồi ôi đi kia nhà này kia không cháy xe luôn cháy xe này nè lông linh cái chơi cái đâu được rồi ơ lớp mình nhỉ thấy cảnh sát là bắt sao nhá tính đi khám phá riêng à đi ở Tuấn Minh lên xe rồi. Tú đâu rồi? Có ở đây rồi. Nó đi chơi có điện rồi. Tú đi xe điện rồi. Tàu điện. À quên mất tí đi tàu điện đấy nhỉ. Đang đi đây vui lắm. Vui lắm. Xe đạp xuống đây luôn. Ô về rồi à? Rồi. Có được nửa đường. Leo núi xong rồi. Tớ phải đi. Leo núi tao rồi. Đấy, đi về rồi. Rồi ơi, hết rồi. Mày đi à? Ăn rồi. Rồi. Thôi đi cái tàu siêu tốc. Thôi, cứ đi tiếp vòng nữa đi được. Đấy cho mình đi mày. Chắc mình bỏng trăm mà đi mình nào biết. Mình làm trăm điều à. Đi hẳn mình một tay. Làm mẹ xuống ao đi. Thầy thế là thật là mẹ nên chơi tắm cho vui. Thằng nào mình gọi thằng xuống đây. Chết thì cùng chết. Cái tao cầm bơi đây có chết. Alo. Còn đang làm cái xe điện. Cá chết hay không nữa à? Tôi cá chết hay gì đâu? Mày sao chúng đi ném kia? Điện đó, lớp mùi à? Điện mày bị đau ấy. Mình gì rồi được thua thì mình. Tao chẳng quan tâm chi. Nó hút được thua. Mày cũng như là tao ở đây, tao không bắt nạt ai đâu, bắt nạt gì? Thế nào? Ôi. Không, không.
quay được. Rồi, nó thở sướng một tí đâu. Cái gì vậy? Vô đi. Toàn nào? Toàn nào? Xuống xe. Xuống xe. Tôi cổ phải xuống xe. Đạp bị kìa. Ôi đạp bị tí, em mình phải đạp bị chỗ. Ôi yêu kìa. Đi bộ. Đi bộ đây nhá. Xe kia đi nhanh nhá. Xe kia là ít người hơn. Xe này bốc đầu rồi. Xe này phải đi mạnh lao xuống đây mới phóng đi qua nước luôn. Luyện công đi qua nước luôn. Làm gì cả? Tao về xong quái lồn tí nữa mới đến nhà rồi. Mày mới nhiều lắm mày. Mày quay đi mày. Mày là tao đi. Tao về đến đủ kéo mày. Kéo từ xong đi mày bằng một nửa này. Rồi ra bảo vừa qua rồi. Ôi, xe kia nhanh thế. Mày đi xong trả tiền đến lúc vào mẹ mày. Lúc về đến nhà trên xe còn 3 thằng. Mẹ, kêu kêu trong nào ấy. Ông đạp vịt đó. Không đạp vịt đâu, phí tiền lắm. Không mất tiền đâu. Không mất tiền. Đạp vịt không mất tiền nhỉ? Không mất tiền đâu, mất xếp hàng rồi mấy tiếng. Về rồi. Đi con nữa. Làm nữa nhá, Đi cả ngày à, đi cả ngày đi. Mỗi đứa bỏ 100 ra đi. Không được, quay lại giảm rồi. Đi hết. Bấm nữa nhá. Xuống cũng phải thu tiền luôn. Bấm nữa. Một vòng nữa. Em phải chuẩn bị tiền luôn đi. Đi vòng nữa. Chuẩn bị tiền ra đi. Xong tiền đấy. Nếu phải đi cái này vui lắm rồi. Hả? Mày đi vòng nữa. Vòng nữa đi. Vòng nữa nhá. Đi vòng nữa xong mới đi kia. Đi vòng nữa xong mới đi kia. Ta đi tàu lượn đây. Ôi, nghỉ đấy. Tàu lượn đây. Ôi. Mày xuống. Mày xuống. Được. Ok. Có nữa chưa chắc. Bạn bè à? Thằng nào trông tiền không em?